thành phố Baghdad vào năm 813 là một nơi tràn ngập lửa và máu. Nhưng cũng chính Baghdad chỉ mới chục năm trước thôi đã từng được mệnh danh là thành phố của hòa bình, là bối cảnh của câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, và được sánh ngang với thành phố Constantinople và Rome ở phương Tây về các khía cạnh nghệ thuật, khoa học, tôn giáo. Vậy nhưng chỉ không lâu sau sự băng hà của Harun al-Rashid, vị minh quân nổi tiếng vẫn hay được nhắc đến trong Nghìn Lẻ Một Đêm, thành phố Baghdad chìm trong nội chiến giữa Caliph al-Amin và người anh em cùng cha khác mẹ là al-Mamun. Bầy ngựa xéo lên lá gan của những chàng trai can trường và móng ngựa đạp vỡ hộp sọ của họ. Thi sĩ al-Khuraymi đã từng ca thán: Baghdad nay trở thành nấm mồ khổng lồ. Giữa tình cảnh như thế này, người ta muốn biết vị chỉ huy cao nhất của Baghdad đang làm gì, vị vua và cũng là giáo chủ ấy có động thái như thế nào trước cảnh quân thù đang áp sát. Câu trả lời là Caliph al-Amin đang điềm tĩnh chơi cờ vua với vị hoạn quan được sủng ái là Kauthar, bất chấp mối nguy hiểm đến tính mạng đang gõ cửa nhà. Tương truyền rằng trước mặt người đưa tin đang bấn loạn và hốt hoảng, Caliph al-Amin vẫn thong thả ngồi chơi cờ và nói: Kiên nhẫn nhé anh bạn, ta thấy rằng chỉ vài nước nữa là ta chiêu bí được Kauthar rồi. Và không lâu sau đó, al-Amin, vị Abbasid Caliph thứ 6 của đế chế Hồi giáo, người chiến thắng trong ván cờ cuối cùng của cuộc đời, bị quân thù chặt đầu. Câu chuyện trên chỉ là một giai thoại, nhưng mà cuộc tấn công năm 813 là sự thật. Cuộc nội chiến giữa hai anh em al-Amin và al-Amun cũng là sự thật. Còn việc al-Amin thay kệ mọi thứ để say sưa chú tâm vào ván cờ trước khi chết, thì chúng ta không thể nói chắc đó là sự thật hay không. Tuy nhiên, với bất kỳ ai từng yêu thích trò chơi này thì đều chắc chắn một điều rằng 64 ô vuông và 32 quân cờ hoàn toàn có đủ ma lực để tách rời con người ra khỏi cuộc đời, thu hẹp mọi mối quan tâm của họ vào bàn cờ theo cái cách mà nếu người ngoài cuộc nhìn vào thì sẽ chỉ thấy một con người bình thường đang ngồi bất động trước những mẩu gỗ tầm thường. Còn người trong cuộc thì biết rõ hơn cả rằng họ đang phiêu lưu ở một thế giới nào đó và nó đáng được chìm đắm ra sao. Đôi khi một ván cờ quá thú vị lại được diễn ra ở một thực tại quá đáng quên. Có lẽ mọi thứ được đảo lộn. 64 ô vuông trở thành thực tại duy nhất, còn những biến động bên ngoài cuộc đời trở thành cái gì đó xa xăm và phiền toái. Cảnh tương phản giữa sự lộn xộn ngoài cuộc đời và sự ngăn nắp trên bàn cờ càng khiến ta muốn đắm mình vào trò chơi này hơn. Hẳn người hoặc là nhóm người nào đó lưu truyền giai thoại về al-Amin đều từng trải nghiệm một cách sâu sắc cảm giác này, bởi nó phản ánh thứ cảm xúc vừa thật lại vừa buồn của những người chơi cờ khi mà al-Amin biết mình đã thua trận, biết mình đã mắc mưu cho cuộc đấu đá quyền lực đầy mờ ám, mọi sự đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Vậy thì bàn cờ sẽ quyến rũ biết bao vì nó là nơi mà mọi thứ vẫn song phẳng và minh bạch, nơi ông ấy vẫn được làm chủ, vẫn được hoạch định chiến lược và hơn cả là vẫn còn cơ hội để thắng. Bạn đam mê cờ vua và mong muốn tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh môn thể thao trí tuệ lâu đời bậc nhất thế giới này? Bạn muốn học hỏi kinh nghiệm chơi cờ từ những kiện tướng nổi tiếng, bàn luận về cờ thế hay chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui với những meme cờ hài hước? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đến với cộng đồng cờ vua Việt Nam? Chiếc group mới toanh vừa được chúng mình tạo dựng để những người yêu thích cờ vua có thể cùng nhau tụ họp và chia sẻ kiến thức, đồng thời kết nối với những người có cùng đam mê. Chơi cờ vua làm sao để không thua? Cách duy nhất chính là tham gia ngay bằng đường link được gắn ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Những huyền sử về cờ vua. Tôi kể cho các bạn nghe giai thoại này không phải để khiến các bạn tin vào nó. Khi đọc huyền sử, chúng ta không nên tìm hiểu sự thật, mà thay vào đó là hãy tìm kiếm thái độ và văn hóa mà những người thêu dệt nên huyền sử muốn truyền tải. Ở đây chúng ta không chắc chắn được là al-Amin có chơi cờ trước khi chết hay không, thậm chí là không chắc chắn được là ông ấy có từng biết chơi cờ. Nhưng có thể chắc chắn rằng cờ vua đã có vị thế và sức mạnh đáng nể trong văn hóa Ả Rập. Tại vì sao quần chúng lại không thêu dệt câu chuyện về chơi bài, chơi xúc xắc, chơi trò gì đó mà lại cứ phải là cờ vua? Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng chứng minh rằng cờ vua có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới rất nhiều nền văn hóa khác nhau, mà cụ thể là các nền văn hóa phương Tây, chứ không riêng gì Ả Rập. Có thể nói không ngoa rằng ở mọi sự kiện lớn của phương Tây, chúng ta đều thấy thấp thoáng bóng dáng của cờ vua nếu chịu quan tâm và tìm kiếm. Người ta vẫn thường cho rằng cờ vua là thứ phải biết chơi. Đôi khi chơi giỏi thì mới nhìn thấy được cái vẻ đẹp của nó. Tôi thì không nghĩ như vậy.
người ta vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp của cờ vua ngay cả khi không biết chơi, bằng cách tìm hiểu về khía cạnh lịch sử và văn hóa của nó. Với người Việt chúng ta, cờ vua mới chỉ được du nhập từ những năm 1960 đến những năm 1970. Vậy nên, cố nhiên nó chưa có tác động sâu rộng. Người Việt vẫn có suy nghĩ rằng cờ vua là một thứ chuyên môn hẹp, không liên quan gì đến văn hóa đại chúng. Điều này đúng ở Việt Nam, nhưng không đúng với cả phương Tây. Còn với văn hóa phương Tây từ thời Trung Cổ, cờ vua đã là trò chơi phổ biến với giới quý tộc. Và cũng không chỉ dừng lại ở trò chơi, người phương Tây sử dụng cờ vua như là một ẩn dụ về cuộc đời nhằm giáo dục luân lý cho các tầng lớp ở trong xã hội. Các dấu vết ăn sâu của nó vẫn còn hiện rõ. Chẳng hạn, gia huy của các gia tộc thường có hình ảnh quân cờ. Một ví dụ khác là cuốn phong tục của người dân và bổn phận của quý tộc dựa trên cờ vua của một thầy tu tên là Jacobus de Celsius, thứ đã trở thành sách giáo dục luân lý dựa trên cờ vua và bán chạy chỉ sau kinh thánh. Hay một ví dụ khác nữa là việc quân hậu trên bàn cờ được tăng sức mạnh nhờ ảnh hưởng quyền lực của một số nữ hoàng thời bấy giờ. Ở thời cận và hiện đại, cờ vua cũng xuất hiện thấp thoáng trong gần như mọi sự kiện lớn của thế giới phương Tây. Những câu chuyện khác. Cờ vua và công cuộc phát hiện ra châu Mỹ. Trong sự kiện Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ, chúng ta đều biết rằng ban đầu Columbus xin tài trợ kinh phí cho chuyến hải trình từ vua John đệ nhị ở Bồ Đào Nha, nhưng không được chấp thuận. Rốt cuộc, người tài trợ là vua Ferdinand đệ nhị ở Aragon, người mà trước đó đã từ chối một lần, nhưng sau này lại đồng ý. Tương truyền rằng ở lần gặp gỡ thứ hai giữa Columbus và Ferdinand, lúc ấy nhà vua đang chơi cờ. Columbus khôn khéo biết rằng Ferdinand là người rất mê cờ, nên đứng đợi đến khi nhà vua có một ván thắng. Lựa lúc Ferdinand đang có tâm trạng tốt, Columbus mới đặt vấn đề và lần này thì được đồng ý. Vậy ra theo huyền sử xoay quanh cờ vua, công cuộc tìm ra châu Mỹ được đặt nền móng dựa trên một ván cờ như vậy. Cờ vua và Napoleon Bonaparte. Hẳn ai cũng biết đến hoàng đế Napoleon Bonaparte của Pháp. Nhưng có một sự thật ít người biết đến là Napoleon rất mê cờ vua. Thời bấy giờ ở Paris có một địa điểm nổi tiếng dành cho những người yêu cờ là quán cà phê De La Régence, và Napoleon là vị khách quen mặt của chỗ ấy. Tương truyền rằng dẫu có tài binh lược đỉnh cao, nhưng trình cờ vua của Napoleon thì lại khá dở. Thành thử ra ban ngày ông chinh phục được rất nhiều vùng đất trên thế giới, nhưng đến tối ông lại phải vật lộn trên 64 ô vuông với chính các sĩ quan của mình, rồi chỉ nhận về thất bại. Cuối đời, Napoleon bị lưu đày và chết trên hòn đảo Saint Helena. Có rất nhiều đồn đoán về các âm mưu vượt ngục của ông trên hòn đảo này, nhưng không âm mưu nào được thực chứng. Theo lẽ dĩ nhiên, cờ vua lại trở thành nguyên liệu cho các tin đồn này. Tương truyền là cờ vua là người bạn thân thiết với vị hoàng đế trong cảnh thất thế và cô độc ấy. Napoleon được người quen gửi lên đảo một bộ cờ vua bằng ngà cực kỳ quý giá. Nhưng cái còn quý giá hơn là một kế hoạch vượt ngục được mã hóa ở trên bộ cờ ấy. Viên sĩ quan chuyển phát sẽ là người giải mã cho ông. Xui thay là viên sĩ quan ấy lại chết trên chuyến hải hành. Vậy nên Napoleon tuy vẫn chơi cờ trên bàn cờ ấy, nhưng không bao giờ biết được bí mật khổng lồ của nó. Cờ vua và Adolf Hitler. Một sự kiện lịch sử lớn đáng buồn của phương Tây là sự trỗi dậy của Adolf Hitler. Và sự tàn ác của cuộc diệt chủng người Do Thái, chúng đều có liên quan đến cờ vua. Các tài liệu lịch sử cho biết, Alexander Alekhin là nhà vô địch thế giới thứ tư của môn cờ vua. Vì muốn cứu lấy gia đình của mình trong thời gian Đức Quốc xã đang nắm quyền, nên đã viết một bài báo ủng hộ chủng tộc Aryan thượng đẳng và phỉ báng người Do Thái dưới góc nhìn cờ vua. Alekhin chỉ trích lối chơi của người Do Thái là phòng thủ và hèn nhát, của người Aryan là tấn công và dũng cảm. Ông xúc phạm đích danh Emmanuel Lasker và nói rằng hy vọng sau cái chết của Lasker thì sẽ không còn kiện tướng người Do Thái nào nữa. Bất chấp lúc ấy, Lasker vẫn đang hứng chịu nỗi đau có người thân phải chết trong phòng hơi ngạt của Đức Quốc xã. Năm 1945, khi Đức Quốc xã đang thất thế và Alekhin thì bị cờ vua thế giới tẩy chay, ông phải ra sức phủ nhận việc mình đã viết các bài báo ấy. Nhưng buồn thay, năm 1946, khi Alekhin qua đời, người ta đã tìm được các bản thảo bằng chữ viết tay của chính ông. Kiện tướng cờ vua lỗi lạc đã không xóa được vết nhơ của mình. Và buồn hơn cả, những điều này là sự thật chứ không phải là huyền sử. Nói tóm lại,
cờ vua liên kết các sự kiện trong lịch sử một cách rất đặc biệt. Và thảy những gì tôi muốn làm là giới thiệu cho các bạn sự đặc biệt ấy khi nhìn lịch sử thế giới qua lăng kính của cờ vua. Về cơ bản thì mọi thứ vẫn diễn ra như chúng ta biết thôi. Châu Mỹ vẫn được tìm ra, Napoleon vẫn làm chấn động thế giới và chết trong lưu đày, Hitler vẫn diệt chủng ở Do Thái. Thế nhưng ta nhìn được nó qua lăng kính của cờ vua, nơi mọi thứ có thể vui hơn, có thể buồn hơn, nhưng luôn luôn xoay quanh bàn cờ 64 ô đến mức ta phải thốt lên: trò chơi này có gì mà đã đứng được ở địa vị ấy? Trong thời gian tới, chúng ta hãy cùng tác giả Tonak và Spider Room đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi đó nhé. Nếu thích video này, hãy like và share ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!